Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Sáng hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch, là 14 tháng 2 tháng sau nha các bạn. Tháng 2 sau, tại năm nay là nhừng 2 tháng 2. Hiện giờ Vũ đang ra chỗ quán ăn từ thiện Ngọc Hiếu ở ấp 2 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn hàng tháng 30 mùng 1, 14, 15 hàng tháng ra nhận đồ ăn chay miễn phí nha. Giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vô quán với Vũ nha. Hôm nay nấu món gì chị Minh? Bánh canh với cháo. Dạ, bánh canh với cháo ha. Dạ. Hôm nay là bánh canh với cháo nha các bạn. Đây là mấy bịch bánh canh, bột bánh canh vô bịch sẵn. Bên đây là mấy bịch tàu hũ vô bịch sẵn, chuẩn bị múc nước. Rồi tập trung ơi. Em hả? 18 ngày kìa. Đây là 18 ngày hả? Nó dốc. Hai nồi bánh canh. Chưa nhiều. Hai mấy ngày? Chưa nhiều. Ta biết. Đây là cháo. Rồi giờ chuẩn bị múc đồ ăn đây. Rồi giờ chị Minh bắt đầu múc nước bánh canh ra để vô bọc để phát cho bà con các bạn. Tới nhận đồ ăn sớm. Dạ, gì vậy ha? Yeah, don't worry.
xem bịch lên đi cho các bạn kia đi ngang gì đó bịch ngang ra ôi đồ con ăn kinh dị đồ con bác. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bịt cháo, bịt bánh cháo. Mai mấy chị lại đủ làm lẹ. Mỗi phần như bà con nhận hai bịch, một bịch cháo, một bịch bánh canh. Cái bò dở dở làm dần nổi đâu, dần dần làm cái đời cũng động luôn á. Chị múc được nửa nồi rồi, lẹ quá chừng luôn. Hôm nay mấy chị em lại đông đủ nên làm cũng lẹ hả chị? Lẹ mà cho mau vậy. Coi anh ba buộc à, anh ba buộc nhanh cực kỳ luôn. Thank you.
đây đây chị. Chị cho cậu Sáu đi, cho cậu Sáu ra, cậu Sáu ổng về thôi. Còn đó để đi chút là ổng bệnh ổng mới hết. Cho cậu Sáu thôi. Gì ăn gì, cháo hay bánh canh gì? Phần bánh canh, phần cháo. Con ăn gì? Một phần bánh canh hay cháo? Chắc hai tay con chân rớt. Chào chú. Chú. Đi xôi. Chào chị. Người một người hai người ăn đó, cho con một cái đi cho em không kịp vậy, uống thì không cho mình đi ăn, ăn để mình chờ mà có để nữa đó, rồi tối bãi là hồi xưa nó chạy ra đó, nhà
chuẩn bị soạn đem vô chợ phát. Sáng thì phát xong rồi Mỹ dọn bán hả chị ha? Dọn bán rồi. Bán đậm để đậm á. Dạ. 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 Một bình vậy là hai phần chị, một phần bánh canh, một phần cháo. Chú bán vé số. Nắm rồi bán đắt không chú? Dạ. Yeah.